tìm kiếm ngư dân rơi xuống vùng biển Cửa Lò mất tích. Trong quá trình ra khơi đánh bắt cá, một ngư dân ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An không may bị rơi xuống biển mất tích. Tối ngày 23 tháng 8, ông Võ Văn Tuất, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển khi đi đánh cá. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 8, anh Trần Văn Hát, 43 tuổi, trú khối Yên Đình, phường Nghi Thủy, trong quá trình đi đánh bắt cá trên vùng biển từ đảo Ngư đến đảo Mắt, vùng biển thuộc thị xã Cửa Lò, thì không may rơi xuống biển, mất tích. Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò và người thân đã tổ chức tìm kiếm. Đến 20 giờ ngày 23 tháng 8, tung tích nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.